Chào các bạn, nay Jonathan tiếp tục review cái mẫu jean mới của bên mình. Hàng full box, khi các bạn nhận được hàng thì nó cũng đầy đủ như này. Mẫu này là một trong những mẫu mà mình thấy là cái màu đẹp nhất của bên mình. Đấy, watt những cái này nó cũng nhẹ thôi. Và các bạn lúc mà lên mặc với sơ mi trắng thì hoặc là áo phông thì nhìn nó cũng rất là khỏe nhá. Đây có một số cái điểm watt nhẹ này, ở đây nó cũng không đáng kể, bên này nó cũng không đáng kể lắm. Cái mẫu này thì theo mình thấy là cái màu này nó cũng khá là sang và các bạn có thể mặc đi làm đi chơi được. Đấy, mình review thêm cái chất liệu ở đây thì là vải nó cũng co giãn nhẹ này, nhẹ thôi, cho nên mặc nó cũng rất là thoải mái. Thứ hai là như mình nói thì toàn bộ cái vải của bên mình thì là được lựa chọn nó khá là kỹ, cho nên là về cái chất liệu vải, nếu mà bạn nào chuyên mặc jean ấy thì các bạn khi nhận cái quần, các bạn sờ cái chất liệu vải là các bạn đảm bảo là gần như là vải tốt nhất của thị trường rồi. Đấy, đây là mặt sau này. Mẫu này mình thấy mặc lên quần mình mặc đấy thì các bạn thấy nó cũng rất là đẹp. Đấy, mắt da này, mắc dệt. Đấy, bên mình thì là có một điểm nó khá là nổi bật với toàn bộ cái sản phẩm jean bên mình thì khi mà các bạn giặt thì nó cũng không bị bay màu nhá. Tức là với cái màu như này các bạn giặt nhiều lần thì nó vẫn gần như nó vẫn giữ được cái màu như này, chứ nó không bị bạc đi, nó không bị phai. Thì đấy là một cái điểm mà bên mình thấy là jean của bên mình là tốt về cái điểm đấy. Còn cái form thì các bạn đã xem được cái form rồi nhé. Hàng thì có sẵn, ship hàng tận nơi và nhận hàng rồi mới thanh toán. Đấy, các bạn yên tâm về chất lượng nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của shop.